Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tiêu chí số 5 về trường học được xác định là một trong những tiêu chí khó tại nhiều địa phương của tỉnh bởi quần nguồn lực đầu tư lớn. Do vậy, bên cạnh công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân, thì việc cân đối nguồn lực của nhà nước là rất quan trọng, ghi nhận tại huyện Văn Bản. Trường tiểu học số 3 Võ Lao hiện đã quá thời gian công nhận duy trì chuẩn quốc gia mức độ 1 3 năm. Nếu đánh giá thẩm định lại sẽ không thể duy trì kết quả đã đạt. Năm học này, nhà trường có 234 học sinh. Hiện nhiều công trình phụ trợ như sân trường, khu vực vệ sinh đã xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt thiếu tới 9 phòng học chức năng dành cho các môn chuyên biệt như tiếng Anh, âm nhạc, mỹ thuật. Mà cái khó khăn lớn nhất là bây giờ chỉ là thiếu cái cơ sở vật chất. Đó là cái hệ thống phòng ốc. Mà cái này là ngoài tầm của nhà trường, của địa phương. Mà cần cái nguồn kinh phí của các cấp là để đầu tư, để xây dựng. Thì mới thực hiện được. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nậm Dạng có 326 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, trong đó có 160 học sinh bán trú. Cùng với thiếu nhà đa năng, sân trường xuống cấp, khó khăn nhất là nhà trường chỉ có 10 phòng ở cho học sinh bán trú, bình quân 16 học sinh một phòng, số lượng gấp đôi so với diện tích quy định, gây khó khăn cho sinh hoạt học tập của các em. Ở chật chội thì các cháu ở, nhất là trong cái mùa hè này, là rất là vất vả, nóng rồi ảnh hưởng đến giấc ngủ và sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, và ảnh hưởng đến sức khỏe thì sẽ ảnh hưởng đến công việc học tập của các cháu. Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Bàn, toàn huyện có 15 đơn vị trường học cần có nguồn lực đầu tư của nhà nước mới đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới. Trong đó nhiều công trình cần thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư, triển khai thi công, cần sự vào cuộc tích cực và chủ động từ nhiều cơ quan, đơn vị. Điều kiện tiêu chuẩn theo quy định hiện hành ấy thì có đặt ra yêu cầu rất là cao, với cái số lượng rất là nhiều các cái phòng học tập cũng như là các phòng quen gọi là phòng chức năng. Chính vì thế cho nên là cái để đáp ứng được tiêu chí số 5 về trong xây dựng nông thôn mới đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất là lớn. Trong cái quá trình kiểm tra đánh giá thì cũng cần phải có cái sự vận dụng linh hoạt để cho nó phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong khi chờ nguồn lực đầu tư, giải pháp tạm thời được các nhà trường tập trung là làm tốt công tác quản lý, sử dụng, tu sửa, bảo dưỡng, khai thác hiệu quả nhất hệ thống cơ sở vật chất hiện có, đảm bảo thực hiện các mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục.